khi mà Dung nó bỏ đi là Khánh còn nhỏ ấy nhỉ? Còn nhỏ 1 tháng rưỡi. Là được 1 tháng rưỡi thôi. Vừa vừa mới ở cứ xong là đi rồi nhỉ? Vâng, ăn Tết xong là đi lấy chồng luôn. À. Chắc lúc ở cứ gọi điện nói chuyện nói tin với nhau. À, thế nhưng mà nếu mà bây giờ nhưng mà Dung là không không lấy Khánh đi đi à? Không lấy Khánh đi ạ. Nhưng mà ở chồng bên kia là không chấp nhận hay là Dung không chấp nhận? Chắc là chồng bên kia cũng không chấp nhận nữa, Dung cũng không mấy mong đi. Cho Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi vào một hoàn cảnh mới. Để mà nói hoàn cảnh mới thì chắc là không phải hoàn cảnh mới các bác. Ở đây thì nếu như mà có cô bác anh chị có theo dõi là những hoàn cảnh đó thì là các bác đã biết. Và cháu Lực xin bật mí một chút cô bác nhé, là hoàn cảnh của bé Khánh cô bác ạ. Trước khi mà cháu Lực đi chia sẻ đấy là bé Khánh là còn mẹ là ở cùng đấy, nhưng mà sau khi là ở cứ xong được đâu đó là được 2 đến 3 tháng thì em Dung thì cũng đã bỏ đi lấy chồng mới rồi. Thì và hiện tại là bé Khánh là đang ở với lại ông bà. Thế còn bố của em ấy thì là bị trước là bị cái gì nhỉ? Hình như là bị về gan này các bác này, xong là không chữa khỏi. Đấy cũng chạy mất là mất bao nhiêu con trâu của ông bà rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là vẫn không thể có khỏi được. Đấy và hôm nay thì cháu Lực quay trở lại và thăm bé Khánh cùng với lại ông bà một chút cô bác. Và đồng thời thì cháu Lực cũng sẽ ghi hình lên. Hôm nay thì cháu Lực không có lấy được xe đi vào đến tận nhà của bé Khánh cô bác ạ. Cháu Lực phải để xe ở dưới kia. Đường thì sạt lở quá nên là không đi được vào. Đấy, và đặc biệt là nó là trước khi mà lên trên làng Mông ấy thì nếu như cô bác có lên ấy thì phải cầm ít nhất theo mình là một cái cây gậy để mà phòng phòng thân đó các bác. Tại vì chó ở trên làng Mông là hầu như là gia đình nào cũng không xích đâu. Lên trên dốc này thì cũng thấm khá là mệt. Về hoàn cảnh của bé Khánh thì đợt mà cháu Lực chia sẻ lên các bác thì cũng được là một số các bác là giúp đỡ tiền bỉm tiền sữa. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng bận một chút việc các bác, thời gian là cũng khá lâu rồi là chưa lên đấy, chưa lên thăm bé Khánh, chưa gọi là chưa lên thăm và ghi hình lại được. Thế còn thỉnh thoảng thì là gặp ở ngoài đường là bà là cõng bé Khánh đi đi vào chợ để mua đồ đạc. Hay còn là cung đường đi này, con đường này thì là mới đào của bác ạ, thành ra là bị sạt rất là nhiều. Cảm giác như sau khi mà có một cơn mưa vào là đường là vào rất là khó luôn. Đấy, phải nói là như cô bác có nhìn thấy này, chỗ này này là phải nói là đi được xe lên trên này là rất là đỉnh này. Còn là đi vào cái ránh này thì hầu như là hai kiếm thì đã chạm vào đây mất rồi. Trên này thì cháu được nhìn thấy là trồng một cái một vườn đào thêm làm lê nữa. Cái con đường này thì cũng là một con đường mà huyền thoại, con đường gắn bó với cháu Lực, có một cái kỷ niệm rất là lớn về cái con đường này các bác ạ. Con đường này thì là cũng là con đường mà đi vào nhà của hai anh em Hải Sử nữa. Thế nhưng mà thời gian này thì hai anh em Hải Sử thì cũng được là các bác yêu quý giúp đỡ rất là nhiều rồi. Thì hiện tại là cháu Lực sẽ ít vào hoàn cảnh của hai em hơn. Hai cuộc sống của hai em thì bây giờ đã rất là ổn định rồi. Ủa này có hai con gà khô to quá của bác này. Sạt là đến cột điện này luôn này. Hai bạn này đâu về đấy? Đi chơi. Đi chơi về à? Có ăn kẹo không? Hả? Thanh niên kia có ăn kẹo không? Có. Có à? Phải có ạ à chứ. Là con của bố mình đúng không? Vâng. Thế bố này đâu rồi? Bố đi làm việc rồi. Bố đi làm việc rồi à? Ừ. Bố là đi làm cái gì? Đi làm công ty. Đi làm công ty á? Thế mẹ đâu? Mẹ cùng bố đi à. Mẹ là cùng bố đi làm công ty hết à? Ừ. À thế là thanh niên này học lớp mấy rồi? Lớp 1.
Học lớp 1 rồi à? Thế thì khoanh tay con chào các ông các bà thế nào? Con chào các bà. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Rồi, đây, cho hai con ở đấy, cháu xin. Cháu xin bác. Cháu xin chú thôi. Này, bạn gái kia đây. Nào. Em gái không lấy à? Này này này. Em gái ra đây. Cho này. À nhìn thấy có vẻ như là bạn ấy ngại sao các bác ạ? Cháu Lực nhìn thấy từ xa thì thấy là bé Khánh với lại bà là đang lên này các bác, không biết là đi đâu về đây. Hay tít ở xuống dưới không biết là các bác có nhìn thấy không này. Hay những cái bạn nhỏ này thì là ở trên bàn ấy, chỉ thường là ở với lại ông với bà thôi cô bác ạ. Bố mẹ thì là đi làm công ty. Không biết bà với lại bé Khánh thì đi đâu về đây. Đang đợi bà lên một chút đây. Hầu như là cái con đường này cô bác này toàn là bị sạt. Chỉ có vừa gọi là một cái xe máy qua thôi, còn những chỗ thì là còn không vừa xe máy qua đâu. Đây đây thì chảy đang tắm má này à? Thì chảy đang tắm má. Một chơi nữa. Tắm má ta biết khen về tắm má này bà nè. Lắng ba à? Ba tí lâu, ba mô a tí lô đấy bà nè bà. Lâu la. Bạch Khánh này có bác này. Bà nát đi phải lắng tà ma bà này, lắng khánh bà này. Ăn quả gì ấy? Sắp khóc rồi. Sắp khóc rồi. Phải lắng ba, phải tết lo, lắng ba yếu lắm. Đưa ba ngồi mà lắng ba thăm bé Khánh à? Quay phim bé Khánh yếu, đúng không? Bà thì tiếng nùng thì cũng không biết nhiều các bác ạ. Tiếng mông thì là tiếng phổ thông thì bà là đặc biệt là bà không biết rồi. Dung than tờ ma bố bác. Dung nhau nữa. Dung thì là không có về các bác, là đi lấy chồng mới rồi. Ta tết dân mà chùa. Ta tết gì chứ? Ta tết chùa chứ là. Ô này lạc lái nó ba nó. Chắc là dân ba về nữ lấy bắt được lạc nó. Ở đây thì hầu như là bị sạt rất là nhiều bác này. Đấy. May là nhà của hai bà cháu ở đây là không có bị ảnh hưởng gì. Đến lại. Làm bị lắng bác yếu. Làm bị lắng bác yếu. Cái gì liêu? Cái cho lợn ăn à? À lấy cỏ trâu à? Chồng đi đâu rồi? Chồng à chị gái à? Nhà của bà bé Khánh có con chó rất là ghê các bác ạ. Ừ, tôi như hai đứa mà cũng tốt hả? Đấy, ta tiếp rồi dưới nổ. Ông không ở à chị? À. À, xuống dưới ruộng rồi á? À, thế là vừa đi xuống này à? Nhà của bé Khánh với lại ông bà thì là ở bên này. Ủa, mấy này còn láng này tầm mát này à? Láng bên này răng bao hả? Chỗ này đằng sau nhà chị này bị sạt rồi. Ôi. Bị sạt lâu chưa chị chỗ này? À, em gái thôi nhờ. Trận mưa to là bị sạt à? Ôi. Ở đây này, tí nữa thì là đến cái vách tường nhà luôn. Đây là con của em đúng không?
Hi, tỷ khánh mà bà. Tỷ khánh với nhau. Tại nhà của ông với lại bà thì cũng là nhà của hai bác đấy cô bác, với lại bé Khánh nữa là cũng gọi là nhà bằng trình tường hết cả. Lấy kẹo cho con này em. Này, này. Này. Mất thằng tới thằng này mới lại. Lấy cả hai con. Chắc là ăn được rồi nhỉ, có răng chưa? Có rồi. Có rồi à? Có 7 cái. Ờ 7 cái thì ăn được rồi này. Đấy, cầm cái này một cái. Này Khánh. Khánh cứ nhìn rồi. Lâu lắm không gặp Khánh rồi. Nó tha. Nó tha. À, sợ người lạ. Mọi lần là vẫn gặp ở đường nó cười mà. Thế là mẹ của Khánh là từ lúc mà đi thì đã về thăm con lần nào không? Về thăm 2-3 lần. Thăm 2-3 lần à? Đi làm rồi. À, đi làm rồi á? Thế là đi ra bên kia thì có con chưa? Hình như chưa gặp hỏi là chưa có. Chưa là gặp hỏi là chưa có à? Thế không cũng không hay gọi điện về để mà hỏi thăm Khánh có khỏe không à? Lâu gọi về một lần nữa. À. Ôi sao khóc rồi. Rất là tội của bác ạ. Sau này thì lớn lên rồi thì chỉ có gọi là chỉ còn mỗi mẹ thôi nhá, nhưng mà mẹ thì cũng đi lấy chồng mới rồi. Khi mà Dung nó bỏ đi là Khánh còn nhỏ nhỉ? Còn nhỏ 1 tháng rưỡi. Là được 1 tháng rưỡi thôi. Vừa mới ở cứ xong là đi rồi nhỉ? Vâng, vừa ở cứ xong đi. Ờ. Thế nhưng mà cho anh hỏi một tí, lúc mà đang ở cứ nào thì Dung là đi lấy chồng hay là tự gọi điện với nhau hay là bố mẹ ở bên kia cho? Chắc tự gọi điện với nhau. Tự gọi điện với nhau á? Em gái ngồi đây một tí được không? Hãy ngồi đây với mẹ một tí để nói chuyện với nhau một tí. Đấy, Khánh ấy nhỉ. Mẹ được khăn lôi đi khu tầm án ổ. Rất là đáng yêu của bác ạ. Đây chỉ đến được Khánh thôi nọ, tầm á. Tầy tông cho chị đi gác. Khánh được 7 tháng rồi. Được 7 tháng rồi nhỉ. Lấy ngồi đấy, ngồi đấy. Chồng là đưa chị gái là chị của em à? Ai? Chồng ấy, chồng của em ấy. À, đưa chị gái nào đi xuống cái đây. À, chị gái ruột đi về nhà thôi. À, chị gái ruột à? Vâng. À, là bác của Khánh đúng không? Vâng. À. Thế là đợt quay lại câu chuyện mà Dung ấy đợt là thế là Dung là vừa ở cứ xong là đi sang bên kia luôn. Ăn Tết xong là đi trước luôn. À, nhưng mà anh còn nhớ là một đợt là anh vẫn lấy quà đi ra tận bên nhà của Dung mà. Nhà bố mẹ Dung ấy. Lúc đấy vừa ở cứ xong là ăn Tết xong là đi ra ngoại ở không ở nhà nội. À. Xong là ăn Tết xong là lấy luôn. Là lấy luôn ở bên kia. Được. À, chắc là ra chắc là lúc mà đang ở cứ là cũng gọi điện để mà nói chuyện rồi nhà. Chắc lúc ở cứ gọi điện nói chuyện nhắn tin với nhau. À, thế nhưng mà nếu mà bây giờ nếu mà Dung là không lấy Khánh đi à? Không lấy Khánh đi. Nhưng mà ở bên ở chồng bên kia là không chấp nhận hay là Dung không chấp nhận? Chắc là chồng bên kia cũng không chấp nhận người Dung, cũng không mấy không đi ấy. Thế là thành ra là mới để lại cho ông với bà đúng không? Thế như bây giờ là ông với bà là lo là nhiều thôi nhỉ? Dung thì có bao giờ gọi điện về gửi tiền về để mà mua sứa này kia không? Không, chưa gửi, có một lần về. Chưa là gửi một lần à? Gửi một lần về. À, thế là để mua sứa thôi nhỉ? Sữa cho Khánh này. Còn lại không gửi gọi điện. Thế là đi là cũng được tầm độ nửa năm rồi. Nhờ. Đi cũng được nửa năm rồi. Bây giờ Khánh được 7 tháng thì ở đây được 1 tháng thì còn 6 tháng thì là nửa năm rồi. Đi được nửa năm. Thế bây giờ nếu mà bà đi mua quần áo, mua tá bỉm như này thì là ông với bà đi đâu lấy tiền về để mà để tội. Đi lấy măng mình trồng với lấy gạo đi bán á, lấy thóc ở nhà đúng không? Trẻ con như này thì là không có mẹ rồi, thành ra là hoàn toàn là ăn sứa ở ngoài là nhiều thôi. Cái sứa của bé Khánh thì thường thường là uống sứa gì ấy hả em? Uống loại sứa bột.
À, là... như không nhớ tên mà như à. Loại từ 0 đến 12 tháng. À, 0 đến 12 tháng là cứ đi mua loại đấy về thôi à? Nên là thấy là bây giờ bà là lúc nào đi đâu là cũng đưa Bạch Khánh đi cùng nhỉ? Anh thấy là đi chăn trâu này xong là lên rừng mọi cái nữa. Đi đâu thì cũng cõng đi. Không ai trông. Đúng rồi. Như bây giờ là em với chồng là còn ở với ông bà không hay là ở riêng rồi? Ở riêng rồi. Ở riêng à? Thế là bây giờ là ông bà là ở ông bà với lại Khánh là ở bên này à? Vâng ạ. Ở riêng là em ở bên nhà bên cạnh hay là ở bên kia? Ở bên kia. À, ở góc nhỏ bên kia à? Vâng. Bây giờ thì cũng có con cái rồi, thành ra là hai vợ chồng là cũng ở riêng rồi nhỉ? Vâng. Con em được bao nhiêu rồi? Con em được 16 tháng rồi. Được 16 tháng ấy? Vâng. Trai hay gái con em ấy? Con gái. Con gái à? À, Bạch Khánh thì là à, con à, trai có bao kẹo à, con thích ăn kẹo này đúng không? Đây anh còn một ít này, một tí đưa cho con hết này. Nay đi thì cũng không có biết là mua thêm đồ gì nhiều nữa. À đây, đây đây còn này. Tí tí đưa cho con với lại thêm là cả à, Bạch Khánh nữa. Khánh thì chắc là chỉ có mút là nhiều thôi Khánh ấy. Nó chưa ăn đâu, cái này thì nó là thuộc dạng bột đúng không? Thuộc dạng bột thành ra là mút là được rồi. Đấy, đợt mà cháu Lực đi vào nhà của gặp hoàn cảnh của em Sử đấy cô bác. Gặp hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử là thấy em Hải là mẹ bỏ đi từ lúc mà 6 tháng rồi. À đấy tội rồi, còn là bé Khánh ở đây là làm bé Dung nó bỏ đi là từ lúc vừa mới ở cứ xong. Vừa mới ở cứ xong là đã đi rồi. Bố thì bây giờ cũng mất được là 7-8 tháng, à 7 tháng rồi nhỉ. Khánh được bao nhiêu là bố mất được bao nhiêu nhỉ? Khánh thì trộm vía là rất là kháu khỉnh các bác ạ. Ôi đi, tụi càng khắp bên lái tương là lái nước mình đòi cho phật, đòi cho gió bên này. Lấy cho bà cái lọ dầu gió này, xong là đến lúc nào mà bé Khánh bị ấy, thì là bôi đấy. Nhưng mà em phải chỉ bà cách mở cơ, là bảo là vặn ra xong rồi kéo nhá. Kéo thì nó mới được nhá. Em cứ thử vặn một lần xem, thật đấy. Tí anh mà về là em không vặn được đâu. Em cứ vừa vặn là vừa kéo nhá. Chưa anh cũng có gửi chưa nhở? Chưa anh có gửi một lọ đúng không? Đấy chứ không là tắm mát là hơi chút bỏ, eo phát rồi. Còn ta thì bình nái tiện ăn tìm miếng khắp à. Lên trên bản thì hay là cầm theo lọ dầu gió, tại vì là lên trên này muối nhiều quá. Tà tê phải chỉ chữ chứ ma là ma tà tê à? Tà tê phải chỉ chữ chứ ma mà này là tê à? Mẹ không biết. Mẹ không biết à? Mẹ là phải cần một người để mà phiên dịch cho nhỉ? Tà ma dù này gắn nó rác khẩu nông lái nổ. Rất là đáng yêu, bắt đầu không sợ rồi nhỉ. Khánh, tụi Khánh nhờ. Tụi Khánh. Trộm vía là ăn sứa bộ, sứa ngoài nhiều thì cũng rất là béo, à rất là khấu khỉnh. Bụng to to này nhờ. Chẳng hợi, à buổi đêm, ôi ơi sao khóc ạ, buổi đêm có khóc không? Không, buổi đêm không khóc ạ. Buổi đêm không khóc à? Chỉ dậy ăn xong là ngủ. À, dậy ăn xong là ngủ. Ngủ khe khe đấy, sáng luôn nhờ. Chị cấp khác hay như thế này nè. Tội của bác ạ. Lâu lắm là không có lên rồi, thành ra là bé mới sợ như thế đấy. Nếu mà lên suốt là không có sợ đâu. Đợt mà anh gặp ở ngoài là trêu còn cười kích 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 mà. Kiểu lớn lên rồi, lâu lâu không gặp. Đúng rồi. Giờ cứ phải thỉnh thoảng lên đây là cầm cho một hai lọ sữa nhà Khánh nhà. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc
những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Khánh thì gọi là lớn lên là vòng tay của ông với lại của bà thôi. Bố đi, bố chồng thì bây giờ chắc là đi uống rượu ít hơn rồi nhỉ? Bố chồng bây giờ không hay đi uống rượu. Không hay đi à? Đợt cái đợt mà Kinh còn ở, đợt Kinh với lại Dung còn ở là thỉnh thoảng là đi uống rượu nhiều lắm nhỉ? Vâng. Đấy. Bây giờ thì không đi rồi. Đấy, bây giờ thì có biết là có cháu nhỏ đấy cô bác, thì thấy là bác trai là cũng biết uống ít rượu đi rồi. Bây giờ là đi làm để mà lấy tiền nuôi Bạch Khánh là nhiều hơn rồi. Không dám lấy tiền đi uống rượu rồi. Ôi giời. Chưa có răng đâu nhỉ Khánh nhé. Chưa mọc cái nào đâu. Thế là hai vợ chồng em là bây giờ là ngủ ở ngoài ngách cách ở phía bên kia à? Thế là chỗ này là nếu mà trẻ con mà biết bò mà xưa xuống đây cũng nguy hiểm nhỉ, không để ý à? Để bà trong ở nhà thôi. Để bà trong à? Không dám cho ra ngoài thì sợ. Thế là cả con của em lúc mà đi làm thì là đều lúc mà đi làm thì là gửi cho bà. Vâng, đều có lúc bận thì gửi cho bà, có lúc nếu không bận mấy thì mình mang đi. Thế là đem mà con đi ruộng ra đồng làm đúng không? Vâng. Còn lúc trời mưa quá nóng quá thì để cả hai cho bà trông. Thế là bà lại không đi làm ruộng được đúng không? Vâng. Nếu mà anh thấy là thỉnh thoảng là bà cũng điệu cả Bạch Khánh đi làm đi ra nương ra ruộng đây nhỉ? Được thì vợ chồng em lại hộ bố mẹ làm. Lại hộ ông bà làm à? Thế là bây giờ là coi như là ra ở riêng là đất đai này kia là cũng chia hết rồi nhỉ? Vâng, chia hết rồi. Cái nhà em thì nếu mà để mà gặt ấy thì là một năm được tầm bao nhiêu thóc? Một vụ ấy, bao nhiêu bao? Vừa mới ở riêng không biết, nhưng mà lúc còn ở chung thì được tầm khoảng 70 hoặc 80 bao. 70 hoặc 80 bao à? Thế là bây giờ nếu mà chia ra thì cũng được là nếu mà chăm tốt thì là còn được 3-4 đến bao ấy nhỉ? Vâng. Nhưng mà bây giờ ở dì khu gì đấy lở đất đi đè hết ruộng rồi, chắc là năm nay không được mấy. Ồ, thế là ở dưới kia là cũng bị lở là đè. Đè của ông bà với của Khánh. Thế là ruộng coi như là bây giờ là ruộng của Khánh với lại của ông bà là riêng, còn em với lại chồng là riêng. Vâng ạ. Thế là anh thấy là ở đây có một nhà đây là nhà bên này là nhà. Nhà anh trai. Nhà anh trai à? Thế là cả hai vợ chồng anh trai đi làm hết à? Vâng. Thằng nào? Nãy anh gặp ở dưới kia là chắc là con sao đúng không? Để chơi lán nó tầm mát hộ. Hả? Để chơi lán mà chơi, tụi con em hết tầng à? Chơi mà. Chơi ra. Đi về đâu? Nhóc rồi đấy, về tới á. Và anh vào trong nhà một chút nhá. Đây là nhà của ông với bà đúng không? Thế là hai vợ chồng em là ở riêng nhưng mà ở cái góc nhỏ nhỏ này á? Thế chưa có tiền làm nhà á? Vâng. Đây mà làm nhà thì nếu mà làm nhà theo kiểu nào? Nhà? Em cũng không biết, chắc là làm kiểu mình hay ở. Làm kiểu mình hay ở những kiểu trình tường này thôi á? Vâng. Làm như thế luôn tầm á? Ừ. Vào trong nhà thì phải nói là cực kỳ là tối của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực không có cầm mà theo đèn pin. Đây là tấm ảnh của bố của Bạch Khánh của bác này. Bây giờ thì chỉ còn nó còn lại nhìn thấy ảnh thôi. Sau này là lớn lên là Bạch Khánh cũng chỉ được nhìn thấy hai cái tấm ảnh này để mà gọi là như là có kỷ niệm thôi. Còn thực sự ra hôm nay thì cháu Lực vào ấy, không cô bác không có cầm theo đèn pin ấy. Nếu mà cô bác có nhìn thấy rõ hơn là ngôi nhà của ông bà với lại Bạch Khánh. Ông thì chắc là ngủ ra
À, phía bên này có bác là ông ấy. Thấy là chỉ có là tấm chiếu thôi. Giường này thì là ông cũng hoàn toàn là tự làm hết. Đấy, đi ra nhìn là những cái bên này thì phải nói là chuột đào là thông ra bên kia luôn rồi các bác này. Bị nứt rất là lớn, hầu như là cả ngôi nhà là bị bám là hầu như là cả cái ngôi nhà là bị bám bởi một cái khói bếp ở đây này các bác này, là màu đen xì thôi. Trên này thì cũng toàn là bám thế thôi. Hầu như là đi vào nhà nào thì cũng thấy là khi mà dùng cái bếp củi đấy thì đều dùng những cái tấm bạt này hay là cát về để mà che lên trên này để đỡ nó rơi vào mát thôi. Ngôi nhà này thì có vẻ như làm từ rất là lâu rồi các bác ạ. Cái phần nền này các bác nhìn thấy đây là còn chưa có giải bê tông, giải xi đâu. Đây là gọi là đi nhiều quá thành ra là nó bị nén chặt thôi. Nhưng mà nhìn thấy là có những chỗ là bị tạo thành một húm rồi. Nhưng cái húm này là như kiểu là có nước rơi từ trên này xuống các bác ạ. Bị dột từ trên kia xuống đấy. Đấy, nó tạo thành một cái húm này. Cái đồ đạc ở trong gia đình thì cũng nhìn thấy là không có một cái món đồ gì giá trị cả. Đây là bát nước chấm à. Hình như là thấy là chấm với lại là quả bí của bác. Có thể là những cái món ăn hàng ngày gia đình là chỉ có ăn cơm với lại bí thôi. Mùa này thì là ở trên vùng cao thì đang có bí rất là nhiều, đặc biệt là trên bản Mông của bác ạ. Bé Khánh thì phải nói là còn tội hơn là hai anh em Hải Sử nữa đấy. Nhưng mà mối hoàn cảnh nó là một cái duyên, nó đến với lại Mạnh Thường Quân. Mỗi một hoàn cảnh là Mạnh Thường Quân có một cái duyên đến với hoàn cảnh đó các bác. Nhà này thì có vẻ như là đây các bác này làm đây là bị con kiểu con mọt ấy. Còn con mọt nó hầu như là nó phá hủy rồi. Ôi, cái Khánh là chơi kẹo đấy nhỉ. Em chơi đi. Thế là hai vợ chồng em là ăn cơm là ăn riêng hay là ăn cùng bố mẹ nữa? Ăn riêng. À, là mọi cái là đều riêng hết rồi à? Riêng hết. À. Ông với bà hàng ngày thì với lại bé Khánh thì là ăn cơm với lại là thêm làm thêm món gì? Bây giờ thì chỉ có ăn rau bí với bí thôi. Bây giờ thì chỉ ăn rau bí là với bí nữa. À. Đấy, nhưng mà trộm vía là thấy là bé Khánh là còn khó khỉnh rồi các bác ơi. Bây giờ thì tất cả mọi cái thì đều được là ông với bà là quan tâm ấy à. Bắt đầu quen ở đây nhỉ bây giờ ấy. Ở cái khu này, ở cái nhà em ở đây, nếu mà với cả ông bà nữa mà mưa to thì có sợ là bị sạt không, bị sạt như ở bên phần phía bên kia không? Có chứ. Có đêm mưa to, đêm là mất ngủ đấy nhỉ. Nhà trình tường nữa, nhà trình tường thì phải nói là cái phần chân của nó các bác, phần chân của cái phần trình tường ấy hầu như là nó bị gà này, xong là chó này, xong là chuột nữa này kia nó bới, thì thành ra là nó phần chân của nó là không được kém ấy, lúc là nó bị sạt xuống rất là nguy hiểm. Không chơi nữa à Khánh, bé Khánh? Cứ nhìn chằm chằm nữa các bác, xong rồi lại sợ là. Khánh thì có quần áo nhiều không Khánh ấy? Trước là vợ chồng em là toàn mua là nhiều thôi à? Ừ. Mình mua vài bộ ông bà
mua vài bộ. Thế mà nhưng mà cái đợt mà anh đưa tiền cho Dung để mà mua quần áo cho bé Khánh không không mua à? Anh có nhớ là đưa cho mấy triệu mà. Không biết là chỉ như là thấy mua vài bộ xong rồi không thấy mua nữa. Mua vài bộ quần áo này thì là đáng bao tiền đâu. Đợt đấy là anh đưa cho Dung nhiều ấy, anh bảo là đưa quần áo, mua quần áo này kia cho bé Khánh, nhưng không biết là có mua sứa không. Không mua sứa. Không mua sứa à? Đợt mà ở cứ là có một bác là bác Kim Hoàng là đã giúp đỡ là Dung là ở cứ là 4 triệu rồi. Rất là mong là sẽ được sự yêu quý của các bác dành tặng cho em Khánh những cái phần quà hay là những cái bộ quần áo. Ông với bà thì bây giờ thì cũng gọi là cũng gần 50-60 rồi nhỉ? Chắc gần 60 đó nhỉ? Ông thì như là 6 mấy rồi à? Thế là chỉ còn vài năm nữa thôi là sau khi nếu mà bé Khánh được là 10 tuổi thì ông với bà cũng sắp xỉ được 70-80 tuổi rồi. Trẻ con thì lớn rất là nhanh, còn ông với bà thì ngày một là già đi rồi. Nhưng cái lúc mà đi mua sữa này, mua bột hay là mọi cái thì đều là bà với lại ông là lên trên rừng để mà lấy củi để đi bán hay là lấy măng. Xong là ở nhà gia đình, ở nhà thì có cái gì mà bán được thì là đem đi bán để mà lo lắng cho bé Khánh. Đấy, cũng rất là may là bé Khánh là còn có một người bác là ở cạnh nữa. Có những lúc thì là bác là mua cho đấy, nhưng mà bác thì cũng lập gia đình riêng rồi, thành ra là bác cũng lo về cái gia đình của bác, là lo gia đình của bác. Tại vì gia đình của bác thì còn bây giờ như các bác nhìn thấy này, nhà cửa thì còn không có, hiện tại là đang ở riêng rồi đấy, nhưng mà ở ngách ngôi nhà thôi. Đi nhau với tả má xuống này à? Xuống này đi nhau hổ mê như ở vú ra luôn. Nhìn mặt là cứ nhìn chằm chằm đúng không bác ạ? Kiểu lần đầu tiên này. Những cái món đồ chơi mà phải nói là cầm là vớ được cái gì là chơi cái đấy thôi. Có thể là que cây này, hay là những cái túi bóng, hay là những cái cục đất, hay là những cái đôi dép. Đấy, hôm nay đi lên thì cũng khá là lâu rồi là không có lên thăm bé Khánh. Để nhìn là sau một thời gian mà lên thăm bé Khánh ấy, thì thấy là bé ngày một là lớn lên rồi. Đấy, và gọi là cái nỗi mà thiệt thòi nhất của bé Khánh là không còn bố, không còn mẹ. Ông thì chắc là thấy là dưới kia sạt lở, là chắc là đi xem ruộng dưới kia mất nhỉ? Nhưng mà là cấy hết chưa? Cấy hết rồi. Cấy hết xong là bị sạt xong là đè lên à? Ừ. Rồi. Che cả gỗ đều trong ruộng hết rồi. À, che cả. Chạy hết cả đi vào ruộng à? Thế là năm nay lại có khi là năm nay lại không có đủ ăn nữa nhỉ. Còn là ông với bà thì chắc là làm ra là xong là để mà đem đi bán, mua quần áo mua này kia cho bé Khánh là nhiều nữa. Đây, có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Hãy rất là mong là sẽ được sự yêu quý của các bác là dành tặng tới cho bé Khánh cũng như là ông bà, giúp cho ông bà một cái gì đó để cho lo được cho bé Khánh về sau này đấy các bác. Nhà cửa mọi cái thì là gọi là có thì có thôi các bác, nhưng mà cái nhà này thì phải nói là không biết là bao giờ thì nó mới xuống cấp. Nó cũng giống như là ngôi nhà của hai anh em Hải Sử cả cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác Khánh. Bao giờ mới biết chào nhỉ Khánh nhỉ? Tầm một tuổi là chưa biết nói đâu. Biết bye bye thôi nhỉ.